Xin chào tất cả các bạn đến với cái channel của Mèo Cái Hát của mình. Hôm nay mình sẽ hát một bài Nếu Ta Ngược Lối. Bài này cách đây cũng khoảng 4 năm nghe các bạn ơi, có hơn 70 triệu lượt xem. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe, đừng quên mình xin một like, một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Mình đã từng là của nhau,